Quen nhau được 3 năm rồi cũng vì hoàn cảnh đây đưa nên người ấy bước sang thuyền khác. Từ lúc đó thì mình đâm ra mình cảm thấy chắc là số phận mình nó như vậy, nên rồi mình nói thôi vậy thôi, mình thà ở về trong gái thích chơi. Xin thưa cùng các người đẹp ở đây, mình chỉ trải qua một cuộc tình thôi. Chắc có gì không tin đâu, nhưng mà thật sự là như vậy. Không phải là đi đến là vợ chồng. Vào trong lúc năm mình mới biết yêu là lúc đó 22 tuổi. Dạ. Quen nhau được 3 năm rồi cũng vì hoàn cảnh đây đưa nên người ấy bước sang thuyền khác. Từ lúc đó thì mình đâm ra mình cảm thấy chắc là số phận mình nó như vậy, nên rồi mình nói thôi vậy thôi, mình thà ở về trong gái thích chơi. Dạ, em hỏi thăm á, khi anh thương một cái người mà đã có lỡ một lần đò và đã có con, thì tâm lý anh có chuẩn bị để chấp nhận và thương cái con của người đó như thế nào? Nếu người đẹp hỏi thì mình xin trả lời thật sự. Dạ. Thí dụ người đó đã có con rồi thì mình coi con đó là con của mình. Dạ. Chưa chắc rằng con của mình nó lại có hiếu bằng là con của người ta có hiếu cho mình. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh. Hay quá. Anh chưa có con thì anh có muốn có con với người phụ nữ đó nữa không? Cũng muốn lắm, nhưng mà mình không quan trọng già. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng bây giờ cái tuổi của mình á, mình không biết rằng có cơ hội để có con được hay không. Thì thôi bây giờ con của người ta mình coi như con mình đi, rồi nó dễ đi, nó im đẹp. Miễn làm sao hai người sống hạnh phúc, yêu thương nhau, đừng nên là gì là được. Một người đàn ông chung thủy mà tới tận bây giờ chưa tìm được một mối tình cho mình đó, thì mình cũng hơi nghi ngờ. Khi tương tác và nghe những cái câu hỏi của mình đặt ra thì ảnh trả lời rất là hợp ý mình, thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Khi mình trò chuyện với Ngọc á, cảm thấy là không có hợp. Lúc mà cái vũ điệu dâng lên á, thì cảm giác của mình tự nhiên lúc đó là bắt đầu có tình cảm với anh. Được nắm tay anh, được cùng giao lưu, nhảy với anh, mình cảm thấy hồi hộp vô cùng. Mình cảm thấy rằng mình và Mai á, có một cái tương đồng với nhau và giống nhau và hợp nhau gần như là 98% rồi. Chiến thuật như thế nào đây? Khi mà tham gia trò chơi với ảnh thì mình thấy ảnh tuy là vụng về nhưng mà có rất là cố gắng giúp đỡ mình, được tiếp xúc gần với ảnh hơn và cũng có đụng chạm một xíu như đụng tay. Mình thấy tim mình đập mạnh lắm mà không biết làm sao nữa. Mình cảm thấy là cái người này đối lập với mình, không có thể nào cùng chung với mình được. Chưa hết giận, chưa hết giận, mới con cái à. Rút ha. Rút ha.